Model là Panasonic HD505. Dàn này gồm có 4 thất rời, âm ly, CD, cassette và toner. Tất cả 4 thất rời các chức năng đều hoạt động ok. Trên âm ly này mình có thể chỉnh được bass, chỉnh được treble. Đây là nút tăng treble lớn nhỏ nha. Còn đây là chỉnh được bass 3 mức. Treble thì nguyên cái vòng này, mình thích treble bén len keng hay là bass sâu gì đó thì mình cứ chỉnh để phù hợp với gu, với sở thích nghe nhạc. Đây là những cái nút chuyển ngõ để mình kết nối được thiết bị ngoại vi như chẳng hạn như là điện thoại, tivi, máy tính. Thất tuner kim luôn màn hình hiển thị bài hát. Tuner FM là 108 bass full Đài Việt Nam. Ở đây mình có thể tắt được hết cái dàn đèn trên cái bộ đầu 4 thất rời này, hoặc mình bật lên đây. Rất đẹp đúng không? Bộ dàn này đáp ứng đúng tiêu chí là trưng bày và nghe nhạc luôn. Đây là CD, CD hoạt động ok. Cuối cùng đây là thân cassette. Cassette nghe rất là hay và trong nha. Chút xíu em sẽ test luôn cassette cho mình tham khảo. 4 thất rời hoạt động ok. Hàng nội địa Nhật, nguyên bản, nguyên zin. Chạy điện 100V. Vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua đổi nguồn kèm trung dàn thì liên hệ em. Giá bán cục đổi nguồn là 200.000. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, cọc cho em 500.000 để em ship hàng tặng nhà cho mình. Số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Khi các anh nhận hàng thì vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Em bán hàng không bao ship, hoặc mình có thể chuyển đủ 100%. Em sẽ tặng cho mình một nhẫn dây, hai đầu Avera 3.5 về mình kết nối điện thoại, tivi, máy tính và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Lo bass là 15 cm, chiều cao của lo là 30 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 78 cm, sử dụng tốt cho phòng 35 m². Hàng nội địa Nhật, xài điện 100V, nguyên bản, nguyên zin. Số điện thoại bên cửa hàng em là 0931008099. Các anh gọi đến số này để em tư vấn và chốt hàng cho mình, hoặc nhắn tin Zalo cho em cũng là số này luôn. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết và chốt hàng qua Zalo cho các anh tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ nghe nhạc qua chức năng CD.